Xin chào mọi người đến với Nhạc Cụ Thanh Huy. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người đây là một cây piano khá là nổi tiếng, đó là cọt B1 Digital. Trong cái phân khúc này á, chỉ vài triệu nhưng mà mọi người có thể sở hữu được một cây đàn chính hãng đến từ Nhật Bản, được thiết kế 3 pedal đầy đủ hết cho mọi người, chân cẳng rất là đẹp và dễ di chuyển, nhỏ gọn, được bảo hành 1 năm. Và bây giờ em sẽ cho mọi người nghe qua âm thanh của nó nhé.